Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ hát dù bị cấm diễn 9 tháng, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói gì? Trước khi bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ lịch biểu diễn ở một số địa điểm tại Mỹ những ngày qua. Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng và phạt hành chính 27,5 triệu đồng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Đáng chú ý, việc nam ca sĩ chia sẻ poster loạt show diễn mà mình góp mặt như ngày 13 tháng 7 tại Harrah's Resort, San Diego, 14.7 tại Choctaw, Dallas, 18.7 tại Seattle, 20.7 tại Las Vegas. Nhiều người thắc mắc với mức phạt đình chỉ biểu diễn 9 tháng, việc Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn có vi phạm quy định. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có những phản hồi liên quan đến vụ việc này. Theo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ điểm A, khoản 1 điều 2 Nghị định số 38/2021, Nghị định Chính phủ ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài. Phạt đơn vị tổ chức nếu mời Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Theo đó, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, là cá nhân, công dân Việt Nam nếu thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài sẽ bị xử lý theo quy định. Phía sở cho hay, sau thông tin bị cấm diễn 9 tháng, nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng đều được dân mạng quan tâm. Ngoài ra, căn cứ điểm A, khoản 2 điều 1 Nghị định số 144/2020, Nghị định Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Do vậy, hoạt động biểu diễn theo Nghị định số 144/2020, Nghị định Chính phủ điều chỉnh trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định của Việt Nam mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ trước khi đi nước ngoài. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đơn vị tổ chức có hành vi sử dụng người biểu diễn, ông Huỳnh Minh Hưng, trong thời gian bị đình chỉ sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng theo khoản 4. Điều 11 Nghị định số 38/2021, Nghị định Chính phủ ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Bên cạnh đó, trước câu hỏi, trong thời gian 9 tháng bị đình chỉ biểu diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok hay không? Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi, tất cả các sản phẩm âm nhạc, biểu diễn trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok do ông Huỳnh Minh Hưng thực hiện kể từ thời điểm quyết định số 2530/QĐ-XPHC có hiệu lực đều bị đình chỉ nên ông Hưng sẽ không được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng mạng này trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn. Trong thời gian bị đình chỉ biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng không được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này được quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 144/2020, Nghị định Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định, hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức biểu diễn nghệ thuật, lưu hành bản, ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật. Và khoản 2 điều 2 Nghị định số 144/2020, Nghị định Chính phủ ngày 14/12/2020 quy định, biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hóa, thể thao. Trước đó, liên quan đến vụ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng huy hiệu là tại đêm diễn ngày Em Thắp Sao Trời, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt hành chính nam ca sĩ số tiền 27,5 triệu đồng. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B. Khoản 9, điều 11 Nghị định số 38/2021, Nghị định Chính phủ ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Trong quyết định xử phạt cũng nêu rõ Đàm Vĩnh Hưng vi phạm việc biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Sau khi nhận quyết định xử phạt hành chính từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với hình thức phạt là cấm diễn 9 tháng và nộp phạt hành 27,5 triệu đồng, Đàm Vĩnh Hưng đã khóa bình luận fanpage có 6,5 triệu người theo dõi.